He tried to set up a spoon jig for lure and mackerel. 6 feet. Anh em câu cá thu ảo ở Skyway nên set up cái này nhé. 10 feet tới 12 feet leader line. Ở trên cục gì mấy ao đây? Cục gì ở trên? Cục gì ba? Gì ba? Mà cá swivel nha. Cá swivel sẵn rồi. Hôm nay mình thấy bush của Fit On Channel đứng đầu kia nha. Leave the spoon. Leave the spoon for the chick. Bắt con nhảy. First one of the day. Fish is biting, guy.
phần gạt nó may cũng. Cá thu hào nó ăn là Skyway rồi anh em, ăn nhiều lắm mà nhưng mà nó chỉ ăn cái mồi spoon thôi nha. Anh em phải set up cái mồi spoon nó mới ăn, còn cái mồi khác mình cho nhiều mồi, cái mồi spoon thì nó ăn mồi spoon mà ăn nhiều lắm. Cứ là 3 cash là phải dính con. Ok. Hôm nay là bảng cá thu hoạch ở Skyway nha anh em. Every catch luôn á, là cá thu nó ăn luôn á.
Ba nè.